Tác phẩm Nhà trọ địa ngục. Tác giả Hắc sắc hỏa chủng. Quyển 14, chương 19, Kim sắc thần quốc diệt vong. Trên mặt biển âm u, con thuyền U Linh vẫn như trước rẽ sóng chạy tới. Ngân Dạ và Tuân Mật Anh một tay cầm chặt cán bút, một tay cầm chặt tam đầu hung linh trượng. Trên trán hai người tràn đầy mồ hôi lạnh, trái tim đập không ngừng tăng tốc. Cái thân ảnh màu xanh lá lúc thì xuất hiện, lúc thì biến mất, làm hai người cảm thấy khủng bố hơn cả trực tiếp ra tay giết chóc. Ngân Dạ xem như đã minh bạch, nếu không phải vừa lúc đó tiến vào nhà kho thu được đạo cụ, bọn hắn căn bản không thể nào bình yên thành bút tiên. Cho nên lần huyết tự chỉ thị này phải có đạo cụ mới có thể vượt qua được. Nhưng cái bút vẫn như trước không động đậy. Tuy Ngân Dạ và Tuân Mật Anh đã nhiều lần nói thoại ngữ thỉnh bút tiên, nhưng mà vẫn không có động tĩnh gì. Mà đúng lúc này, Ngân Dạ bỗng nhiên cảm giác được một hồi hàn ý âm lãnh đập vào phía sau lưng. Tâm linh hung đầu trượng trước mắt có lẽ còn có thể ngăn cản một thời gian ngắn à. Nhưng Ngân Dạ cũng nghĩ đến dao găm chấn hồn và tam đầu hung linh trượng đều là đạo cụ xuất phát từ nhà kho. Hơn nữa, dao găm chấn hồn còn là loại đạo cụ nguyền rủa, chỉ sợ lực lượng so với tam linh hung đầu trượng lại càng thêm hung hiểm. Không kịp nghĩ nhiều, Ngân Dạ chỉ cảm thấy đồng tử co rụt lại. Sau đó, hắn chứng kiến ở ống tay áo của Tuần Mặt Anh bỗng nhiên thò ra một cánh tay, hùng hằng đem cái bút bẻ cẩy. Ngay lập tức nó liền rụt trở về. À, Tuân Mật Anh sợ tới mức kêu thảm thiết, lập tức lột áo khoác vứt xuống đất. Nhưng các quỷ thủ đã biến mất vô tung vô ảnh. Tay trái của Tuân Mật Anh vẫn luôn nắm lấy tam đầu hung linh trượng, thân thể vẫn luôn áp sát lấy kỳ trượng, thế mà vẫn còn sót một kẻ hở. Thật là đáng sợ. Khi thần trong bốn loại đạo cụ công kích không hề tạo được tổn thương thực chất cho quỷ hồn. Chính thức làm tổn thương thì phải nói đến loại đạo cụ nguyền rủa. Tỉ như dao găm trấn hồn có thể hình thành một loại nguyền rủa tương liên giữa người và quỷ. Quỷ hồn sẽ rất khó xúc phạm tới người nắm giữ dao găm. Nhưng mà loại nguyền rủa này phải trả một cái giá lớn, là để cho sự tà ác của quỷ hồn tăng lên. Dưới tình huống như vậy, đối với chủ hồn mà nói chính là ác mộng. Đại đa số loại đạo cụ nguyên rủa đều là như thế. Tí như tà ảnh kính, nhìn thì rất nghịch thiên, có thể phục chế vô hạn đạo cụ, nhưng nó cũng có hạn chế tương đối lớn. Một khi tà ảnh kính bị trả lại nhà kho hoặc là bị hỏng mất, toàn bộ đạo cụ phục chế sẽ biến mất. Mà tám lần huyết tự có mấy người có thể đạt tới chứ? Cho nên số lượng tà ảnh kính có thể nói là rất ít. Coi như là bất tử chi chú, chính lần huyết tự mới có thể nhận được cũng có hạn chế rất lớn. Tuy có thể bất tử 5 lần, nhưng dù sao cũng là thông qua nguyền rủa để thực hiện. Nguyền rủa đối với thân thể sẽ tạo ra một gánh nặng sâu sắc, thể lực, tốc độ, ngũ giác đều chịu ảnh hưởng. Lần thứ 5 phục sinh, cơ bản sẽ đánh mất năng lực hành động, thị giác, thính giác, khứu giác đều mất đi. Lời nguyền rủa này cho dù có trở về nhà trọ cũng không thể nào trị liệu được, sẽ phải mang thương thế như vậy suốt đời. Cho nên Ngân Dạ đơn giản sẽ không lựa chọn loại đạo cụ nguyền rủa. Mà hiện tại xem ra loại đạo cụ công kích uy lực còn khá yếu, nhưng hối hận cũng đã không còn kịp. Hiện tại không thể nào trở lại nhà kho để đổi đạo cụ. Ngân Dạ lập tức lại lấy một cây viết nói: tiếp tục thỉnh bút tiên, nhanh. Tuân Mặc Anh cũng biết bây giờ không phải là lúc sợ hãi. Nếu không hoàn thành quá trình thỉnh bút tiên, nữ quỷ này thực sự sẽ giết chết bọn hắn. Quỷ hồn bị dao găm chấn hồn đâm lại càng thêm tà ác, hơn nữa hoàn toàn giải trừ hạn chế, bàn cờ lĩnh vực không có hiệu quả, mà tam linh hung đầu trượng này cũng chỉ có một quỷ đầu. Tổng hợp lại, nữ quỷ này thực sự có thể đưa bọn hắn vào chỗ chết. Ngân Dạ kỳ thực quá mức xem trọng tam đầu hung linh trượng rồi. Đương nhiên cái này sẽ không ảnh hưởng tới nhà trọ giải trừ hạn chế cho quỷ hồn. Nhà trọ đối với cần đói độ khó
luôn luôn lấy điều kiện song phương kiềm giữ nhau làm chủ, mà không phải là tình huống sự thật. Nói thí dụ như, chú hộ đang tại thời điểm chấp hành huyết tự, mà lại không lựa chọn tiến vào nhà kho. Nhà kho cũng đồng dạng giải trừ tất cả hạn chế cho quỷ hồn. Bởi vì nhà trọ đã đem giấy thông hành đưa cho chú hộ lựa chọn tiến vào hay không là vấn đề của chú hộ, nhà trọ không liên quan. Đồng dạng, giấy thông hành bị mất đi, nhà trọ cũng không cấp lại một cái khác. Nhà trọ còn chưa có nhân từ như thế, mà không thể tìm được đạo cụ thích hợp cũng là vấn đề của chủ hộ. Ngày sau, huyết tự chỉ thị chắc chắn sẽ trở nên càng ngày càng khủng bố. Lại một lần nữa cầm bút, hai người ai cũng cố gắng nắm cho thật chặt, hết thảy không muốn trải qua một lần nữa. Lúc này hai người đều tập trung tư tưởng, nín hơi thở, bắt đầu tính bút tiên. Hiện tại chỉ có thể cầu nguyện tam linh hung đầu trưởng có thể khắc chế con quỷ kia thêm một chút thời gian. Căn cứ vào chú thích trên ngăn kéo, tam đầu hung linh trượng này sẽ hình thành một kết giới bao quanh người cầm nó vào trong. Bất quá, bởi vì khi nó mọc đủ ra ba khỏa đầu quỷ, còn có thể đả thương quỷ hồn, cho nên nó được nằm trong giải đạo cụ công kích. Nhưng hiện giai đoạn đầu chỉ có một khỏa đầu quỷ, mới chỉ có tác dụng như đạo cụ phòng ngự. Hơn nữa, phạm vi kết giới có hạn, bảo vệ hai người thì có chút miễn cưỡng. Nhưng hiện tại, bàn cờ lĩnh vực không có tác dụng, chỉ còn mỗi tam đầu hung linh trượng là có thể tạm khắc chế quỷ hồn một chút. Lại đi qua hồi lâu, rốt cuộc, bút bắt đầu chuyển động. Ngân dạ cùng tung mặt anh đều đại hỷ. Bút tiền nếu như có thể sử dụng, như vậy liền đại biểu cho việc chuyến lữ hành địa ngục này đã kết thúc. Sau đó bút bắt đầu di động, đem chữ nhang gạch xuống một đường. Một tiếng kêu thảm thiết, điếc tai nhức óc vang lên. Lập tức, một đạo thân ảnh màu xanh lá cây xuất hiện phía trước, cách hai người khoảng 2 mét. Thân thể nó bắt đầu bốc cháy, bắt đầu từng trận sương mù tỏa ra. Cái này quả nhiên là sinh lộ nhà trọ an bài. Rất nhanh, một chữ lăng cũng bị gạch qua. Sau đó là chữ tiêu. Rốt cuộc, thân thể nữ quỷ té trên mặt đất, cháy thành một đống tro tàn. Đã xong, rốt cuộc đã xong. Ngân dạ lập tức cảm giác toàn thân hư thoát, hắn tựa người trên vách tường, thở từng ngụm phì phò. Căn nguyên của nguyền rủa đã biến mất, nhưng quỷ hồn khác chăng cũng không xuất hiện nữa chứ. Mà ngân dạ nhìn đống tro tàn kia, không thể không cảm thán. Đạo cụ và sinh lỗ so sánh lại, quả thật như súng ngắn so với bơm. Cho dù loại đạo cụ nguyên rủa tối cường như cửu u hồn trận cũng tuyệt đối không có khả năng đạt tới tình trạng đáng sợ như vậy à. Mà cửu u hồn trận cũng phải cầm 9 lần huyết tự mới có thể nhận được. Ta rõ ràng sống sót rồi. Tuân Mặc Anh vừa nói vừa gào khóc. Ta cuối cùng cũng vượt qua huyết tự chỉ thị lần thứ nhất. Không lâu sau, hai người đi tới bon thuyền. Trương Hồng Na trước mắt sống chết không rõ ràng, mà ngân dạ hy vọng có thể nhanh chóng tìm thấy nàng. Sự tình kim sắc thần quốc nắm giữ trong tay Tà Ánh Kính là hắn rất để ý. Giao cầm chấn hồn và minh tuyền chi thủy thì cũng thôi, nhưng Tà Ánh Kính là đạo cụ phi thường trọng yếu. Nếu như có thể nghĩ biện pháp cầm được nó, có thể phục chế được đại lượng đạo cụ rồi. Bất quá, sử dụng Tà Ánh Kính có một cái kiên kỵ rất lớn. Nếu như không phải có kiên kỵ kia mà nói, chỉ sợ Tà Ánh Kính phải cần tới 9 lần huyết tự mới có thể lấy được. Tác dụng đó là có thể phục chế ra vật phẩm không phải tánh mạng. Ma quỷ hồn chính là vật phẩm không phải tánh mạng, đạo cụ không thể nào đem vào nhà trọ. Nói cách khác, không thể lúc nào cũng mang theo bên người. Một khi bị quỷ hồn lợi dụng, sẽ sản sinh ra đại lượng quỷ hồn. Bởi vì cái gọi là nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền. Loài vật nguyên rủa này chính là con dao hai lưỡi, có thể tổn thương người khác, đồng dạng cũng có thể tổn thương chính mình. Loài đạo cụ nguyên rủa, không vật nào là không phải trả giá mà đạt được lợi ích. Vô luận như thế nào, ngân dạ phải nhanh chóng tìm được Trương Hồng Na. Đương nhiên, hắn như trước vẫn nắm chặt tam đầu hôn linh trượng. Hắn lo lắng quỷ hồn vừa nãy chết trước mặt mình là giả.
Tuân Mặc Anh cũng biết điểm này, cho nên vẫn thủy chung đi theo Ngân Dạ. Đồng thời, Ngân Dạ có ý định phải tìm hiểu kỹ thêm Kim Sắc Thần Quốc. Bọn họ như thế nào có thể thu hoạch được những loài đạo cụ này? Cẩn thận ngẫm lại, tà ánh kính có thể tăng lên thật nhiều giao khâm chấn hồn, liền đại biểu cho việc có thêm càng nhiều ác linh hơn nữa. Số lượng hắc tầm ma bị tín đồ trung thành của thần quốc giết đi chắc chắn nhiều không thể kể xiết. Như vậy liền đại biểu cho việc họ đã sáng tạo ra vô số ác linh. Linh hồn của Nhan Lăng Tiêu bi thảm như vậy mới chỉ là một cốc băng sơn mà thôi. Lúc này bon thuyền trở nên phi thường lạnh lẽo, nhìn không thấy tung tích một người nào. Trương Hồng Na hiện tại còn sống hay đã chết, điện thoại vẫn như trước, không có cách nào sử dụng. Khả năng là do bản thân vùng biển này đã làm nhiễu tín hiệu. Cuối cùng, hai người rốt cuộc đi tới đầu thuyền. Chỗ đó không hề nhìn thấy bất cứ ai tồn tại. Mà lúc này, tam đầu hung linh trưởng lại mở ra hai mắt huyết hồng. A! Ngân Dạ bỗng nhiên nghĩ tới, trên người Trương Hồng Na cũng có dao găm chấn hồn. Dao găm chấn hồn có thể tạo thành một nguyện rủa mới. Bỗng nhiên, Tuân Mặc Anh cảm giác tóc bị một thứ gì đó túm chặt. Các người nàng lập tức đằng không bay lên, rời khỏi phạm vi kết giới của tam đầu hôn linh trưởng. Thân thể của nàng treo ở trên không trung, mà trên đầu nàng lơ lửng một nữ quỷ. Nữ quỷ kia ăn mặc quần áo giống hệt Trương Hồng Na, mái tóc của nàng rủ xuống, cuốn lấy đầu của Tuân Mặc Anh. Ngân Dạ ngơ ngác nhìn bầu trời, hắn giờ phút này cảm thấy chân chính tuyệt vọng. Một mình hắn có thể thỉnh bút tiên sao? Không, cho dù có thể thành công thỉnh bút tiên, nhưng cái sinh lộ này có hữu hiệu với Trương Hồng Na không? Hắn mang theo tâm lý may mắn đem quân cờ quốc vương màu đen phóng ra. Nhưng nữ quỷ kia không có bất động, ngược lại càng bay lên cao hơn. Thân thể Tuân Mặc Anh giờ phút này biên độ giãy giụa đã rất nhỏ, chứng tỏ nàng đã hết thuốc chữa. Chẳng lẽ thật vất vả cầm được đạo cụ nhưng không có khả năng rời khỏi huyết tự này sao? Điều này thật là châm chọc lớn lao. Người bị dao găm chấn hồn giết chết đều biến thành ác linh, cho dù khi còn sống vô cùng thiện lương nhưng cũng không thay đổi được. Mà Trương Hồng Na thời điểm lúc nàng còn sống đã muốn giết hắn rồi. Đồng dạng, nhà trọ cũng sẽ không gây bất luận cái hạn chế nào cho Trương Hồng Na. Ngân Dạ cầm tam linh hôn đầu trượng vùng chân bỏ chạy. Nếu như tam linh hôn đầu trưởng có thể dài ra một khóa quỷ đầu nữa, chắc có thể đưa ra công kích. Nhưng hôm nay tam đầu hung linh trưởng tự bảo vệ mình còn khó khăn. Mà thời gian bây giờ cách nửa đêm không giờ, còn tới vài giờ nữa. Ngân Dạ rất rõ, đêm nay trừ phi xuất hiện kỳ tích, nếu không khả năng sống sót của hắn thực sự quá thấp. Đối mặt với quỷ hồn không bị hạn chế, hắn không có cái gì để cam đoan. Sau khi chạy hơn 10 phút đồng hồ, Ngân Dạ đã sức cùng lực kiệt. Hắn dựa người vào lan can tạo, mồ hôi tuôn như mưa, tay phải luôn luôn cầm chắc tam đầu hung linh trượng. Sau một khắc, hai mắt huyết hồng trên đầu quỷ đại thịnh, há miệng thét to một tiếng. Nhưng cảnh báo lúc này đây lại có chút chậm trễ. Ngân Dạ dùng sức cầm cây trượng tới nỗi cái đốt ngón tay trắng bệch. Ngay trong nháy mắt, đầu của hắn bị một cánh tay túm lấy, thân thể bị ném văng ra ngoài 30 mét. Mà cánh tay phải của hắn gần như đứt lìa, tam đầu hung linh trượng cũng vô lực rớt trên mặt đất. Một bàn tay lạnh như băng đè ép lên gương mặt của Ngân Dạ, áp sát trên sàn nhà. Từ giữa những ngón tay, hắn nhìn thấy gương mặt đầy máu của Trương Hồng Na. Giáo tổ Kim Sắc Thần Quốc giờ phút này đang ngồi trong phòng ngủ ở khách sạn, trên người chỉ choàng một chiếc áo tắm, nhấm nháp ly rượu nho trên tay. Trên mặt bàn đặt một cái gương đồng hình tròn, mặt gương này đúng là tà ánh kính. Bỗng nhiên hắn dường như cảm thấy gì đó, đột nhiên quay đầu lại, chỉ thấy một nữ tử toàn thân hắc y đang cầm súng chĩa vào hắn. Thủy mỹ nhân, hắn kinh ngạc, ngươi rõ ràng. Nữ tử kia đúng là Thượng Quan Miên.
ta nghĩ người đã dốc sức liều mạng tìm kiếm cái nhà trọ kia rồi. Thương Quang Miên biểu lộ giống như mặt nạ cứng ngắc, nói: cho nên hết thảy người làm được đều do ta tiếp thu đi. Xem nét mặt của người, gia tộc Eli khắc sầm không có nói cho người biết ta ở nơi này à? Thủ lĩnh đại nhân Đọa Thiên Sứ Ewa Amonilon, người muốn làm cái gì? Giáo tổ sợ hãi nói: Ta thừa nhận lúc trước ta bị gia tộc Eli khắc sâm uy hiếp, mới không thể không buông tha cho người. Tóm lại, ta hiện thời có thể cung cấp cho người một sự bảo hộ, như thế nào, Thùy Mỹ Nhân? Nhưng Thượng Quan Miên là không chút phản ứng, chỉ nói một câu: một khắc khi người bước vào lãnh thổ thành phố Ca này, đã là người chết. Những hộ vệ người mang theo kia so với kim nhãn ác ma còn kém nhiều lắm. Người muốn cái gì? Tiền tài sao? Quyền thế sao? Ta âm thầm kinh doanh giáo hội kim sắc thần quốc này, tìm kiếm nhà trọ kia, chính là để mở rộng lực ảnh hưởng của Đọa Thiên Sứ. Chúng ta ngay cả hiện tượng linh dị cũng có thể chi phối, thì một ngày nào đó cũng có thể chiến thắng tà thần, trở thành tổ chức sát thủ đệ nhất ở thế giới ngầm châu Âu. Chúng ta nhất định có thể nghiên cứu, nhìn thấu huyền bí của sinh tử, còn có thể tiến vào một cánh cửa mới. Như thế nào? Người cần cứ nói ra, ta có thể đưa cho người thành quả nghiên cứu bấy lâu nay. Cậu người buông tha ta. Đang khi nói chuyện, hắn bỗng nhiên nắm lấy tà ánh kính trên bàn, ném về phía Thượng Quan Miên. Nhưng Thượng Quan Miên đã bóp cò súng, viên đạn lập tức xuyên thấu tà ánh kính, sau đó xuyên thẳng vào đầu của giáo tổ Ewa. Thân thể Ewa té trên mặt đất, chết không thể chết lại nữa. Tà ánh kính triệt để nát bấy, ngân già ngã trên mặt đất. Quyết hồn Trứng Hồng Na đã biến mất vô tung vô ảnh. Tà ánh kính sau khi bị hủy diệt, tất cả giao găm chấn hồn và minh tiền và minh tuyền chi thủy phục chế ra đều biến mất, cho nên nguyện rủa cũng sẽ tự nhiên mất đi hiệu lực. Tương Quang Miên thu hồi lại cây súng, đá tà ánh kính phân đi nơi khác. Sau đó, đang rời khỏi gian phòng này. Tất cả camera giám thị đã được lắp đặt chung quanh khách sạn đều bị nàng phá hư. Brash ở gian phòng bên cạnh cũng bị nàng giết chết. Nàng một thân hắc y giống như tử thần thu hoạch tánh mạng.